Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình đã mượn nick của bạn Đức để review một bộ skin tím của chị nữ điều phối. Bộ trang phục này mình thấy nó đẹp mắt ở chỗ có một con đom đóm nó bay xung quanh của cái chị này đây. Mỗi lần mà chị di chuyển thì con đom đóm này nó sẽ bay theo và tạo thành những cái vệt sáng xung quanh của chị này. Nói chung là mỗi bộ trang phục thì nó sẽ có một cái đặc điểm đẹp khác nhau. Chứ bình thường quá như bộ skin B thì rất là chối. Đây các bạn thấy chưa? Ôi ôi, nó thay đổi từ áo cho tới tóc để cho tới con đom đóm bay xung quanh. Mình nghĩ đó là con bướm thôi, không phải con đom đóm đâu. Rất là lấp lánh đúng không? Để mình điều hướng sang bên này để mình để mình nhìn map cho nó dễ, xem có con hunter nào tới nó làm thịt mình không, mình có thể mình chạy được. Việc mà chúng ta chơi về cái tựa game Identify nó quan trọng ở chỗ đó chính là tầm kiểm soát của chúng ta. Các bạn nên biết là như thế. Và mỗi lần khi mà bị hunter dí hoặc là chúng ta sửa máy này thế kia thì chúng ta phải chăm chỉ gọi là đảo camera. Ôi, tim đập thình thình này, không biết ai tới chăm sóc mình đây. Ai nhỉ? Có ai không? Ơ, hay buồn cười nhỉ? Kệ đi, cứ sửa máy đã. Ai tới thì tính sau. Có súng mà lo gì. Đây là một cái cô cảnh sát gọi là... Ủa, chó. Đứa nào thả chó nó cắn tao. Tao báo công an. Má tức ghê. Chó ơi, thả ra. Con chó này sẽ cắn mình trong vòng 20 giây. Ôi, hôm nay gặp Rimquick các bạn ơi. Ôi, hên quá, quả chó hồi nãy nó thả mình kịp. Không, nó rất là nguy hiểm luôn. Con chó này nó có một cái gọi là kìm hãm mình trong vòng 5 giây. Khắc chế Rimquick rất là dễ, rất là nhiều cách luôn. Thứ nhất là chúng ta đập ván này. Thứ hai chúng ta trèo cửa sổ này. Thứ ba là chúng ta xóa kẻ hầu. Đó là những cách cơ bản để chúng ta có thể khắc chế được Rimquick. Ôi, cắt vãi. Trời ơi, đánh mình mà dễ. Trời. Nick này có cái emote nhiều nhá. Trêu hunter rất là sướng. Trời ơi, sang đây mà chơi đi bạn ơi. Mình là một cô cảnh sát và mình sẽ chăm sóc bạn đến nơi đến chốn. Đập ván đi. Cố lên người chị em. Chơi map này đập ván phải gọi là cực phê luôn. Map quá nhiều ván. Cố lên nào. Đâu rồi. Ủa sao bên này nó... Ủa lại thả chó. Chấp mày. Bây giờ dí hổ cái. Để mà biết kẻ hầu nào nó đi theo mình, các bạn hãy nhìn vào đèn đỏ nhé. Con nào mà có cái đèn đỏ thì chắc chắn là con đó đang dí mình. Còn những cái con nào đi theo mình mà nó không có đèn đỏ thì các bạn cứ mặc kệ nó đi. Ui dồi, tim có đập không? Thôi kệ nó đi. Bây giờ mình sẽ sang đây đã. Kiếm đồng đội. Nhầy nãy giờ cho đồng đội sửa máy khá là căng. Có lẽ là chị rắn này không biết chơi. Mình nghĩ là như vậy. Ui ôi ôi, chúng ta đi ngang qua nhau. Chúng ta không thuộc về nhau. Đấy, các bạn đi vào cái vòng này các bạn sẽ có một cái gọi là phép thuật cực kỳ kinh khủng luôn. Ôi thôi. Chạy đi. Nhỡ vô tình chúng ta ăn một quả tero sóc thì chúng ta khóc tính máng luôn. Đâu rồi, đồng đội chúng ta đâu rồi? Lại đây mình sẽ gỡ kẻ hầu cho các bạn này. Ok, có con bé rắn xinh xinh đang đứng ở kia. Ôi, căng kéo vãi. Đâu rồi? Mỹ nhân có vẻ như là đang chọc chó cực mạnh. Nhỡ nó qua nó vụt cho một cái lại chạy giống như vịt bây giờ ấy. Đi sửa máy đi bà nội ơi, bà nội nhây quá bà nội ơi. Rồi, nhìn kìa. Y như là chó thấy chủ vậy. Cứ chạy chán đời, máy thì không sửa. Bà nội, sửa máy nè. Thật chứ. Gọi đồng đội tới sửa máy. Mình rất là ghét những cái loại như thế này. Đấy các bạn thấy không? Nó rất là vô tích sự luôn á. Máy thì không sửa.
Và đa số là gặp những cái loại đồng đội thế này đều thua thôi. Chẳng qua trận này gặp một cái chị gọi là Rimwick hơi gà, cho nên là kiểu nhây nhây, dẫn dẫn, đùa đùa vậy thôi. Chứ nếu như mà gặp những cái bọn cao thủ giống như mình chẳng hạn nói vậy thôi chứ mình bình thường nếu như gặp những cái bạn mà biết chơi Rimwick thì thôi các bạn xác định ăn hành. Ôi có chừng. Ai bắn súng hay nhầm rồi. Xui rồi. Đây lúc này mới là vui này. Ôi ôi. À đánh hụt nha. Đây khúc này mở cổng mới là vui này. Gớm 500 anh em đông vãi. Ôi ôi ôi. Má ba kẻ hầu luôn các bạn ạ. Còn mù nó thoát nhanh thế không biết. Bây giờ chủ yếu là 500 anh em làm sao để mở được cái cổng mới là vui này, mới là hay này, mới là cho điểm 10 này. Rồi nó tạo kẻ hầu ba đứa ba con, rồi xong kẻ đào vàng này. Nhưng không sao, con mỹ nhân ở đây mà. Nhấc bóng lên hộ cái bạn ơi. Ui ôi, gắt. Ôi ôi, nhấc bóng lên. Nhấc lên hộ bạn ơi. Mình thì hết súng rồi. Ui ôi ôi, có chừng. Má sợ vãi nồi luôn. Người có em mốt nhảy nằm xuống rất là đẹp nhá. Ok. Đây, đấy, thấy không? Làm sao mà cột bóng được. Mỹ nhân thì có ở đây rồi. Rồi ôi, cơ hội tới. Mình sẽ tới, mình mở cổng. Mở cổng theo kiểu nhanh nhá các bạn ơi. Chứ mình rất là sợ luôn. Bởi vì nó thay đổi kẻ hầu liên tục, liên tù tì luôn. Ôi. Đừng có ai gục nha. Mỹ nhân là gục là khó win lắm. Cổng chưa mở được. Ôi kẻ hầu. Ok cơ hội tới ra mở cổng. Anh em ơi, mở cổng. Ui dồi ôi. Ôi, sợ vãi. Ôi, kẻ đào vàng nó thoát ở cổng bên kia rồi. Mình vẫn thích cổng bên này hơn. Mình là con người muốn phiêu lưu mạo hiểm. Làm sao mình có thể nào. Ôi trời ơi, kẻ hầu đi lung tung tung phèo. Ai, có chừng, đừng. Mày quá. Mỹ nhân khá là nhây. Nãy mình chê con này nhưng mà thực sự ra thì mình xin rút lại lời nói. Ui thả chó kìa. Ui, chấp mày luôn. Giỏi nhảy qua đây đi. Ba con chó ghẻ. Hay quá, cổng mở thôi. Mắt đỏ cũng hết rồi. Cho mày vụt cái này. Đấy, cho mày vụt miễn phí luôn. Vụt cái kiểu gọi là chùa ấy. Trời ơi. Thấy tội quá cho mày một vụt đấy. Thả chó. Ok, và có lẽ là mình sẽ kết thúc video ở đây thôi. Trận đấu khá là hay khi mà chúng ta mở cái cổng. Wow, điểm cũng khá là cao. Ok. Và xin chào tất cả các bạn nhé. Hẹn gặp lại. Bye bye.